Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 9 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là phần dự báo thời tiết các vùng miền trong tỉnh. Liên tục trong những ngày qua, thời tiết trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh ổn định với hình thái chủ đạo là không mưa và ngày trời nắng. Nhưng tại Quảng Ninh, từ sáng sớm ngày mai trở đi, có thể sẽ bắt đầu có mưa. Sau đó càng về trưa và chiều, cường độ mưa càng gia tăng, đạt cấp mưa vừa, có nơi mưa to và rông. Trong cơn rông, người dân cần đề phòng với lốc xét và gió giật mạnh nguy hiểm do có mưa nên nhiệt độ vào ban đêm và sáng sớm ở khu vực miền đông, miền tây và khu vực thành phố hạ long vẫn duy trì mát mẻ khoảng 24 độ. Ban ngày nhiệt độ tăng lên ở mức 31-32 độ. Vùng biển ngoài khơi bao gồm cả huyện đảo cô tô đêm nay và ngày mai nhiều mây, cơn sáng và ngày mai có mưa vừa và rông, gió đông bắc cấp 3 cấp 4 có lúc cấp 5, sóng cấp 2 cấp 3, tầm nhìn xa 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Vừa rồi là phần dự báo thời tiết trong tỉnh. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước. Trước tiên là phần cập nhật thông tin về cơn bão số 4. Chiều nay, vị trí tâm bão đã ở trên vùng biển phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách đất liền khu vực Đà Nẵng, Quảng Ngãi khoảng 270 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, tức là từ 150 đến 183 km/h, giật trên cấp 17. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 20 đến 25 km. Đến 1 giờ sáng ngày mai 28 tháng 9, vị trí tâm bão sẽ ở trên vùng biển thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi. Lúc đó sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, tức là từ 167 đến 183 km/h, giật cấp 17. Cơn bão này di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được từ 20 cho đến 25 km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ và suy yếu dần. Cho đến thời điểm 13 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão sẽ ở trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10. Sau đó bão tiếp tục di chuyển theo hướng tây, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6, tức là dưới 39 km/h. Cảnh báo trong 24 giờ tới, toàn bộ tàu thuyền, đê, kè biển, khu vực nuôi trồng thủy sản và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão. Cấp độ rủi ro thiên tai, cấp 4. Do ảnh hưởng của bão số 4 nên các khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông, khu vực phía Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình đến Ninh Thuận bao gồm cả huyện đảo Côn Cỏ, Cù Lao Tràm, Lý Sơn, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và khu vực Vịnh Bắc Bộ đều có sóng to, gió lớn. Các vùng biển ven bờ khác của miền Trung cũng đặt trong tình trạng cảnh báo nguy hiểm. Đặc biệt tâm bão gió tăng dần tới cấp 14, 15, giật cấp 17, biển động dữ dội. Còn trên đất liền, từ tối và đêm nay, dọc các tỉnh ven biển từ Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên và khu vực Con Tum, Gia Lai đều có gió mạnh vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, 14, giật cấp 15. Cảnh báo mưa lớn có thể đạt ở mức phổ biến là từ 300 đến 400 mm trên một đợt và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp. Còn về nền nhiệt, do mưa nên mức nhiệt trong ngày mai trên các khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ không cao, hầu hết đều thấp dưới 30 độ. Đối với các tỉnh khu vực Bắc Bộ, nhiệt độ sẽ dao động ở mức từ 29 cho đến 32 độ, riêng khu vực phía Tây Bắc Bộ, cục bộ có nơi cao hơn.